Về Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay thầy sẽ đọc một câu hỏi của Phật tử gửi về. Câu hỏi như sau: thưa thầy, con có một thắc mắc, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Vì sao những người hiền lại chết sớm, cụ thể như ca sĩ Phi Nhung? Và vì sao những người ác lại sống lâu, cụ thể như Thành Cát Tư Hãn? Trước hết thầy nhận thấy câu hỏi chưa được ổn. Hỏi rằng tại sao những người hiền lại chết sớm? Như vậy câu hỏi này hỏi tất cả những người hiền hay là chỉ có một ca sĩ Phi Nhung? Nếu là một ca sĩ Phi Nhung á, thì còn tạm được, gọi là tạm được thôi á. Còn nói tất cả những người hiền mà chết sớm thì không được. Cũng thế, nếu hỏi tại sao những người ác lại sống lâu thì cũng chưa ổn. Nếu nói riêng Thành Cát Tư Hãn là người ác sống lâu thì có thể được. Trước hết chúng ta thử đặt vấn đề thế nào là người hiền. Theo suy nghĩ của thầy, người hiền có 3 cấp: đại hiền, trung hiền và tiểu hiền. Đại hiền là những người thân, khẩu, ý thanh tịnh, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu thì không nói dối, không nói lời ác, không nói đâm thọc, không nói phù phiếm, không uống rượu, không hút xì ke, ý thì không tham, không sân, không si. Sống một đời trong sạch, phạm hạnh đạo đức, giúp đỡ cho nhiều người, làm lợi ích cho số đông. Trung hiền là người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, biết tu nhân tích đức, sống hiền lành đạo đức, làm lợi ích cho mình và người. Còn tiểu hiền là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, sống hiền lành đạo đức, không hại mình, hại người. Như vậy ở đây chúng ta xem coi, cô Phi Nhung thuộc đại hiền, trung hiền hay là tiểu hiền. Còn nói về sống lâu á, thì thế nào là sống lâu? Có người cho rằng sống lâu là sống ở trên cuộc đời này được 65 năm. Cho nên có câu hát là: em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời. Còn người xưa thì có câu là thất thập cổ lai hy, nghĩa là 70 tuổi xưa nay hiếm. Nếu tuổi thọ là 60 thì chúng ta có thể chia đời người ra làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn là 20 năm. Như vậy nếu cô Phi Nhung 40 tuổi
thì là đã quá 2 phần 3 đời người rồi. Thế nhưng thực tế thì cô sống tới 51 tuổi. Như vậy không thể là chết sớm hay là chết yểu được. Nếu chết sớm hay chết yểu là khoảng từ 30 tuổi trở xuống. Còn nếu tuổi thọ là 70 thì chia đời người làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn là khoảng 24 năm. Nếu cô sống tới 48 tuổi thì cũng đã hơn 2 phần 3 đời người rồi. Nhưng trên thực tế thì cô sống tới 51 tuổi. Như vậy không thể nói là chết sớm hay là chết yểu được. Còn câu hỏi đặt ra tại sao những người hiền chết sớm thì không thể được. Có phần là quơ đũa cả nắm. Biết bao nhiêu người hiền ở trên thế gian này sống đến cả trăm tuổi. Bây giờ chúng ta nói cụ thể như những người nghệ sĩ. Có lẽ người miền Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, khi nghe đến nghệ sĩ Út Bạch Lan hay là Út Trà Ôn đó, thì hầu như là ai cũng biết. Họ là những nghệ sĩ nổi tiếng về cải lương và là người sống rất hiền lành đạo đức. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật. Út Bạch Lan đã sống tới 81 tuổi, còn Út Trà Ôn thì sống đến 82 tuổi. Út Trà Ôn nổi tiếng là đệ nhất danh ca hay là vua vọng cổ, được nhà nước phong tặng là nghệ sĩ nhân dân. Còn Út Bạch Lan được giới nghệ sĩ ca ngợi là nữ hoàng vọng cổ. Một nghệ sĩ nổi tiếng khác của ngành cải lương nữa đó, đó là Bạch Tuyết. Cô là người Việt Nam đầu tiên có học vị tiến sĩ nghệ thuật cải lương. Cô sống rất tốt, rất đạo đức, hiểu sâu về Phật Pháp và thực hành công phu thiền định. Hiện nay cô đã 76 tuổi rồi, vẫn sống khỏe và cũng đã được nhà nước tôn vinh là nghệ sĩ nhân dân. Một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng khác đó là Lệ Thủy, rất hiền lành đạo đức. Hiện nay cô đã 73 tuổi, vẫn còn khỏe, vẫn còn đi hát và cũng được nhà nước tôn vinh là nghệ sĩ nhân dân. Còn nói về một người nghệ sĩ mới mất vì Covid-19 gần đây á, đó là nghệ sĩ Bạch Mai. Cô là người rất giỏi về hát bội, tuồng cổ. Cũng là người đã soạn ra khoảng 50 kịch bản cho sân khấu tuồng cổ. Và cô cũng là người có công đào tạo ra rất nhiều nghệ sĩ cải lương tài năng. Cô sống rất tốt, rất hiền lành nhân hậu và đã hưởng thọ 73 tuổi. Đó là thầy chỉ mới dẫn chứng một ít thôi. Còn những nghệ sĩ hiền lành sống lâu thì nhiều lắm. Riêng ca sĩ trước năm 1975 tại miền Nam á, thì như cô Thái Thanh là một nữ ca sĩ nổi tiếng, được xem như là một trong những giọng ca tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam. Cô mất năm 2020 hưởng thọ 86 tuổi. Và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Phạm Duy là nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc Việt Nam. Ông mất năm 2020 hưởng thọ tới 92 tuổi. Như vậy đâu thể nói những người hiền là chết sớm được, đúng không quý vị? Còn đối với người xuất gia đó, đều là người hiền.
Nếu có một vị xuất gia trẻ tuổi nào chết đó, chúng ta nói tại sao những người tu sĩ hiền lành lại chết sớm là không đúng. Chúng ta có thể nói tại sao ông tu sĩ A hay ông tu sĩ B đó hiền lành mà lại chết sớm thì được, vì đây thuộc về cá nhân và nghiệp báo của mỗi người. Nếu hỏi tại sao người tu sĩ hiền lành lại chết sớm thì câu hỏi này nói chung tất cả các tu sĩ hiền lành đều chết sớm thì không có được. Trên thực tế chỉ có một vài người hoặc vài chục người tu sĩ hiền lành mà chết sớm thôi. Trong khi đó còn có hàng trăm, hàng ngàn những vị tu sĩ sống thọ đến 70, thậm chí có vị sống đến cả trăm tuổi. Điển hình như Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay đó, Ngài đã hơn 100 tuổi rồi vẫn còn sống. Đại Lão Hòa Thượng Thích Hiển Tu ở chùa Xá Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay Ngài cũng đã hơn 100 tuổi rồi, vẫn sống khỏe và minh mẫn. Còn Hòa Thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, năm nay Ngài cũng 83 tuổi rồi, vẫn khỏe mạnh, vẫn đi giảng dạy Phật Pháp cho chư Tăng và Phật tử. Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch năm 2014, hưởng thọ 94 tuổi. Còn Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam và là dịch giả kinh tạng Nikaya Pali, Ngài viên tịch năm 2012, hưởng thọ 94 tuổi. Như vậy chúng ta có thể nói những tu sĩ đều chết sớm, có được không? Cho nên sống chết là do nhân quả nghiệp báo của mỗi người. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm cho là những người hiền đều chết sớm. Người hiền chết sớm thì cũng có nhiều nguyên nhân, như dịch bệnh, thời tiết, tai nạn, hoặc là cơ thể suy nhược vân vân. Đối với người học Phật chúng ta thì tin ở nhân quả của mỗi người. Muốn biết nhân quá khứ thì hãy xem quả hiện tại. Nếu muốn biết quả tương lai thì hãy xem cái nhân hiện tại. Thí dụ đời trước mình trồng mít thì bây giờ ăn mít. Còn hiện tại mình trồng xoài thì tương lai ăn xoài. Tất cả đều phải đủ điều kiện thì mới trổ quả. Đó là nhân, duyên, rồi quả. Nhân là hạt giống, duyên là đất nước gió lửa, còn quả là khi nhân và duyên đầy đủ. Có thể đời trước mình gieo nhân sát sinh. Sát sinh thì có nghĩa là cắt đứt sự sống của chúng sinh. Quả báo của sát sinh là giảm tuổi thọ. Giết hại chúng sinh cũng có nghĩa là cắt đứt tuổi thọ của mình, làm cho chúng sinh bị đau đớn thì quả báo của mình sẽ bị bệnh tật đau đớn và chết đau đớn. Đó là nhân quả công bằng. Thọ hay yểu là do nhân sát sinh hay không sát sinh mà ra, không phải do Thượng Đế hay ông trời quyết định số mạng của mình. Để kết thành nghiệp sát sinh đó là phải đầy đủ bốn duyên: nhân sát, duyên sát, pháp sát và nghiệp sát. Nhân sát là trong tâm mình khởi lên cái ý giết chúng sinh. Còn duyên sát là dùng nhiều phương tiện để giết. Pháp sát là dùng các thứ như dao, kiếm, gậy, súng để mà thực hiện việc giết.
Còn nghiệp sát là do ba duyên trên đầy đủ thì thành nghiệp sát. Và nghiệp giết này không chỉ tự mình mà còn có các cách thức khác, như là chỉ bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, và thấy người giết tùy hỷ. Chỉ bảo người giết là chỉ bảo hay là xúi dục người khác giết. Phương tiện giết là trói cột, giam nhốt hoặc là bỏ đói khiến cho người ta phải chết. Còn khen ngợi giết á, là khen ngợi hành động của người giết. Thấy người giết tùy hỷ á, là khi thấy người giết mà trong tâm mình vui theo với sự giết của họ. Tất cả những cách giết này trực tiếp hay gián tiếp đều phạm vào tội sát sinh cả. Quá khứ của kiếp trước hoặc là quá khứ của kiếp này mà tạo tội sát sinh đó, đều sẽ bị quả báo tù tội, bệnh tật và chết yểu. Chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Còn những việc thiện của họ làm hiện tại chưa cho kết quả, chứ không phải là không có. Vì họ mới gieo trồng hạt giống thì phải chờ đủ duyên mới có thể ra hoa kết quả được. Nhân lành họ gieo đời này chưa trổ quả thì đời sau. Còn nhân ác ở quá khứ họ đã gieo, nay đủ duyên thì ra hoa kết quả thì họ phải gánh chịu đau khổ, không thể thay thế được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy là chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu dưới đáy biển, dù tìm khắp thế gian này, không có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Gieo nhân bố thí thì được giàu có, còn gieo nhân sát sinh thì bị bệnh đau chết yểu. Gieo nên nhân nào thì gặt quả đó, không sai. Đó là thầy nói về những người hiền chết sớm. Bây giờ qua câu hỏi vì sao những người ác sống lâu, cụ thể như là thành cát tư hãn, thì câu hỏi này cũng không ổn. Nói những người ác sống lâu là nói toàn bộ những người ác là không đúng. Còn nói người ác sống lâu như thành cát tư hãn thì có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta thử xem thế nào là người ác. Người ác là người hành hạ người nè, hại người nè, độc ác với người nè, giết người vân vân. Theo suy nghĩ của thầy thì người ác cũng có ba cấp: đại ác, trung ác và tiểu ác. Đại ác là những người phát động chiến tranh, xâm lăng các nước nhược tiểu, cướp của giết người hàng loạt, như các ông vua, tổng thống, chủ tịch ở các nước mạnh. Trung ác là những người cướp của giết người trong phạm vi của đất nước hoặc phạm vi tỉnh hay thành phố. Còn tiểu ác là những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hại người trong một cái phạm vi nhỏ. Nếu chúng ta nói người ác như thành cát tư hãn sống lâu á, thì còn có thể tạo được. Còn nói tất cả những người ác sống lâu á, thì hoàn toàn sai. Như chúng ta cũng đã biết á, thành cát tư hãn là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ. Sau khi ông hợp nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á năm 1206, các cuộc chinh phạt của ông trên khắp khu vực Á Âu, và ông bị nhiều dân tộc coi là hiện thân của sự ác độc, tàn bạo và man rợ. Quân đội của ông đã giết hơn 40 triệu người tại các lãnh thổ mà họ đã xâm chiếm. Ông mất năm 65 tuổi. Quân nguyên dưới sự lãnh đạo của thành cát tư hãn là một đội quân có thể nói là bách chiến bách thắng,
đi tới đâu là cỏ không mọc được dưới vó ngựa của Hung Nô. Và quân Nguyên Mông này cũng đã từng xâm lược Việt Nam 3 lần vào thế kỷ thứ 13 mà đều bị quân và dân nhà Trần đánh cho tan tác. Thế nhưng cũng may là lúc đó là Thành Cát Tử Hãn đã chết rồi. Chứ nếu ông còn sống thì ông biết Việt Nam lúc đó như thế nào. Còn Hitler là người phát động chiến tranh thế giới thứ hai, dẫn đến cái chết của hơn 80 triệu người. Và ông chỉ sống có 56 tuổi. Còn nói đến đất nước Trung Quốc thì có Tần Thủy Hoàng là ông vua độc ác và tàn bạo nhất. Cũng đã chết vào năm 49 tuổi. Còn tại Việt Nam thì có ông vua Lê Long Đỉnh là ông vua bạo ngược, tính hay chém giết, hay tra tấn tù binh bằng cách thức rất là man rợ. Có lần ông cho người róc mía ở trên đầu nhà sư cho đến khi tóe máu. Ông mất lúc tuổi đời mới có 23. Còn ông vua Lê Uy Mục và vua Lê Tương Dực á, hai ông vua này cũng rất tàn ác, hoang dâm vô độ, cũng sống ở tại ngôi chỉ có mới 21 tuổi à. Thì như vậy đâu thể nói những người ác mà sống lâu được. Nếu chúng ta nói người ác sống lâu á, thì trên thực tế thì rất ít. Còn người ác chết sớm thì rất là nhiều. Cụ thể hàng ngày chúng ta theo dõi báo chí thì sẽ biết nè, nhà nước tử hình những người trẻ cướp của giết người nè, để buôn bán ma túy nè, hiếp dâm giết người nè, khá nhiều. Như vậy chúng ta không thể nói là những người ác sống lâu được. Vả lại nếu những người ác mà sống lâu á thì lại càng tạo thêm nhiều tội lỗi, càng có rất nhiều người thù hận, mang tiếng xấu khi sống và cũng như lúc chết. Sau khi chết sẽ bị quả báo đau khổ trong tam đồ ác đạo. Còn như người hiền á, có chết sớm thì cũng là người tốt, tạo nghiệp thiện, cuộc sống được an lành, được nhiều người thương mến, không có kẻ thù, không mang tiếng xấu lúc sống cũng như khi chết. Sau khi qua đời hưởng được quả báo tốt đẹp ở cảnh giới tốt đẹp. Như chúng ta đã thấy thời gian vừa qua, đại dịch Covid-19 hoành hành tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người bị bệnh và chết. Nếu như các bác sĩ, y tá và tình nguyện viên sợ lây nhiễm nguy hiểm đến tính mạng của mình, không dám đến bệnh viện để cứu người, thì có lẽ số người chết rất rất là nhiều, đúng không quý vị? Nhờ họ dám hy sinh, chấp nhận rủi ro, có khi phải đánh đổi cả tính mạng để dấn thân vào nơi dịch bệnh nguy hiểm để cứu người. Nếu thật sự những y bác sĩ này chẳng may bị nhiễm bệnh và phải qua đời, thì chắc chắn mọi người đều thương yêu quý mến, nhớ ơn và kính trọng đức hy sinh cao cả của họ. Cuộc đời này rất cần những người có tấm lòng cao thượng như thế. Nếu không thì cuộc đời này sẽ buồn thảm, thê lương. Tình người sẽ không còn, lòng người sẽ khô héo tàn ác. Một đời người không phải đo bằng sự sống lâu hay chết sớm, mà là ở những giá trị quý giá mà người đó cống hiến cho cuộc đời. Sống ngắn mà nhiều người thương còn hơn sống lâu mà nhiều người ghét, thù, oán. Sống ngắn mà làm lợi ích cho cuộc đời còn hơn sống lâu mà làm hại nhân sinh.
Đức Phật dạy mạng sống vô thường, ngắn ngủi. Chúng ta cố gắng tránh các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Một ngày chúng ta sống, ý nghĩ điều tốt, miệng nói lời tốt, thân làm việc tốt, thì sẽ có một ngày an vui hạnh phúc. Một đời chúng ta luôn nghĩ điều tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì sẽ có một đời an vui hạnh phúc. Giả dụ như có một vị thần xuất hiện cho chúng ta chọn một trong hai điều ước này, thì quý vị sẽ chọn điều ước nào? Điều ước thứ nhất là làm người hiền lành nhưng chết sớm. Điều ước thứ hai là làm người hung dữ, độc ác nhưng sống lâu. Thì quý vị sẽ chọn điều ước nào? Thứ nhất hay là thứ hai? Đối với thầy thì sẽ chọn điều ước thứ ba, đó là làm người hiền lành nhưng sống thọ. Quý vị thấy thầy có khôn không? Ông thần chỉ cho hai điều ước, tự nhiên mình thêm điều ước thứ ba vào. Có lẽ ông thần này nghe thầy nói chắc cũng lắc đầu chịu thua luôn. Thì tóm lại, chúng ta không thể nói là những người hiền chết sớm hoặc những người ác sống lâu một cách chung chung được, mà chỉ có cá nhân nào đó hiền mà chết sớm hoặc là ác mà sống lâu, đó đều là do nhân quả nghiệp báo của họ mà ra cả. Nhân đây thầy cũng xin gửi đến Wendy, con gái của ca sĩ Phi Nhung, lời chia buồn. Vì đại dịch Covid-19, vì núi sông cách trở, cho nên thầy không thể qua Mỹ để dự lễ tang được. Thầy có bài thơ gửi tặng ca sĩ Phi Nhung, mong Wendy hoan hỷ thông cảm nhận cho. Một đời sống đẹp, một đời vui, quên mình phục sự vì mọi người, thân về cát bụi tâm ở lại, hương từ lan tỏa khắp muôn nơi. Nam Mô A Di Đà Phật.